Alo các chị gái tuổi Giáp Dần, đây là video clip em làm về tử vi của năm Mậu Tuất 2018 cho cái tuổi Giáp Dần nữ mạng. Rất mong là nó là những cái thông tin hữu ích cho các chị để các chị ứng dụng vào cái năm 2018, năm Mậu Tuất, một cái năm có thể nói là vẫn còn trong trong tay của các chị, nhưng nó sẽ đem lại nhiều điều bất ngờ và may mắn. Bên cạnh đó nó cũng có những cái trở ngại, nhưng mà tất cả thì có thể tổng đoán là năm nay là một năm có khó khăn nhưng không hề thất bại về cả tiền tài, nhưng mà mặt sức khỏe của các chị cũng như gia đình thì nó có nhiều điều cần phải lưu tâm. Thì để cái chi tiết như thế nào thì chúng ta sẽ bắt đầu tìm hiểu. Nếu như mà các chị xem video nhớ like và chia sẻ để cho mọi người bạn của chúng ta, của các chị có tuổi Giáp Dần mạng nữ để biết được thêm, và cũng như là comment những cái ngày tháng năm sinh của mình ở bên dưới để em có thể tương tác cho các chị tốt hơn và giúp cho các chị những cái chi tiết hơn nữa. Thì đầu tiên hết á, thì các chị phải xét này, mạng thì các chị là năm nay là mạng đại khê thủy, tức là nước suối lớn. Năm nay là năm bình địa mộc, như vậy thì mạng của các chị là bị sinh xuất ha. Thủy sinh mộc cho nên sinh xuất thì nó sẽ tốn hao, hơi khó khăn một tí xíu, bản mệnh nó sức khỏe nó không được tốt. Sao là sao thủy diệu, sau này thì không khó khăn về mặt làm ăn, nhưng mà sau này thì hay đem đến chuyện không có vui, đem đến chuyện buồn. Hạn thì tóm tập thì trở ngại va vấp. Vận niên thì kê giáp viên, một cái vận niên khá là tốt, tức là gà về vườn đó, khá tốt cho làm ăn và cũng như danh vận. Thiên can thì chữ giáp của Giáp Dần của các chị á, khắc cái chữ mậu của mậu mậu tuất, xấu, không có lợi cho công việc. Địa chi á, thì dần gặp tuất là tam hợp, dần ngọ tuất, nhưng tuy nhiên đây cũng là năm tam tai, năm cuối của các chị, cho nên là vừa là tam tai vừa là tam hợp, thì cái đây là một cái trường hợp như em cũng nói với các nam là tam hợp hóa giải được tam tai, chứ không phải là tam hợp hóa tam tai, là biến hóa thành tam tai ha. Cho nên là các chị sẽ cũng có sự may mắn, bên cạnh đó nó cũng có nhiều rình rập của cái bất ổn của gia đình. Thì để mà xét tử vi của một năm á, thì chúng ta phải tương đối xét về cái thiên tính của một cái người nào đó, của cái mạng đó. Thì thiên tính của các chị á, tuổi Giáp Dần á, vốn là người thông minh, giỏi xoay trở và có ý chí vững vàng. Tại vì tuổi Dần mà, đa phần là ý chí vững vàng. Người nữ nhưng lại có cái bản chất nóng nảy của một người đàn ông, thích làm chuyện lớn, tự tin ở tài sức của mình ha, không mong muốn nhờ cậy hay nương tựa bất cứ ai đó, chỉ có muốn mà tự mình gánh vác thôi. Tánh tình thì rộng rãi, khẳng khái. Người này người dù là nữ nhưng mà do là nắm chữ giáp con Dần cho nên là có khả năng lãnh đạo, chỉ huy. Tuy nhiên người có tài á, thường thì có tật. À, các chị tuổi này có tài thì có tật, tức là hay nóng nảy, hơi tự mãn. Có những người mà thành công vang dội quá thì họ tự cao, không chịu bằng lòng với thành công hiện tại, luôn luôn muốn mà bước tới nữa. Tham vọng, muốn thăng tiến không ngừng, cho nên nó là vượt cái ngoại sức của mình, dễ gặp sóng to gió lớn ha. Thì mình càng làm lớn thì sóng nó càng lớn hơn, to thuyền thì lớn sóng, mà các chị cũng biết rồi ha. Bản tính mình thì quá rành rồi. Rồi phụ nữ mà tuổi Giáp Dần á, thì nếu mà sanh vào mùa thu, mùa đông á, thì gọi là thuận sanh, còn mà các mùa khác thì là nghịch sanh. Cho nên thuận sanh á, thì được quý tướng, cuộc sống thì đủ cả danh lẫn lộc và gia đình cũng hạnh phúc hơn người. Nghịch sanh lỗi số thì rất là vất vả ha. Gian truân tình duyên là khó trọn một người, khó trọn một lần mà phải hai lần. Và thì thường những người mà không thuận sanh thì đa số là phải xa xứ mới mong làm ăn hưng vượng. Dù sao các chị cũng ít khi phải lo nghĩ về tiền bạc, dù là thuận sanh hay nghịch sanh thì cũng là một người gọi là không phải chạy cơm áo gạo tiền, mà các chị là do làm ăn thua lỗ thiếu thốn đi, chứ còn cơm áo gạo tiền thì các chị không đến mức như vậy.
Nhưng đa phần sự nghiệp không bền, khởi đầu thì lúc nào cũng tốt đẹp đó, nhưng mà dần dần lại đi xấu đi ha, và khiến cho tâm tư phải nhiều tính toán, lo lắng và phải đổi dời bôn ba. Phần lớn các chị mà vào cái thời điểm này là sự nghiệp đã thành nhưng còn chao đảo đó. Tức là sự nghiệp đã có rồi, tiền tài có rồi, thậm chí là có lúc nó nắm tiền tỷ trong tay, nắm rất là nhiều tiền, mà bây giờ thì rất là chao đảo trong cái hai hai ba năm vừa rồi, là do là vào tan tay của trung vận, cho nó rất là khó khăn. Lợi điểm là số số của các chị hậu vận thì phú túc giàu sang, con cái thì thường rất là nên dân, tại vì các chị có rất là có tiếng nói với con cái ha. Thì đó là cái thiên tính chung của các chị mà giáp dần. Em cũng đã nói ở trong cái mấy cái video clip về về tử vi trọn đời rồi. À, cái này em chỉ nhắc lại thôi. Còn cái năm nay thì như thế này, sự nghiệp và danh vận của cái năm nay, năm Mậu Tuất 2018 các chị thì là do các chị gặp sao Thủy Diệu chiếu mạng, thì ta như đã nói ở trên là dễ có chuyện buồn phiền, tinh thần trì trệ, cần phòng tránh tai nạn sông nước, không phải cho bản thân mà cho cả những người trong gia đình. Tại vì có chuyện buồn mà bản thân mình buồn thì không nói đâu, người khác nào lỡ có gì mình cũng buồn vậy. Sao Thủy Diệu á, thì thuộc hành thủy. Đối với cái các chị á, mạng thủy á, là cùng hàng nên nó cũng nhẹ được vài phần. Trong trong rủi á, thì có may, ảnh hưởng của chuyện xấu cũng không trầm trọng như mà bản bản chất của nó. Vậy là được một điều tốt ha. Tuy nhiên hạn gặp toán tập thì toan tính gì cũng thường gặp trở ngại, phá quấy, không thuận lòng thuận thuận dạ, không nên mưu sự lớn, phòng tai nạn. Cái vận cái hạn của toán tập là va vấp trở ngại mà. Như vậy về tứ trụ thì xét năm nay là với thiên thắng, công việc làm ăn thì dễ, sẽ khá dễ dàng, dù có gặp khó khăn cũng chỉ là tạm thời, sẽ nhanh chóng vượt qua. Tài lộc thì vẫn có sinh, nhưng địa thì lại thuộc tam tai. Gia đình và sức khỏe bất an, có người ốm đau hao tốn, và bản thân cũng phòng bất trắc kẻ xấu đâm sau lưng. Cẩn thận ha, địa là địa tam tai đó chứ còn chưa có hết đâu. Tuy nhiên vận niên tơ kê giáp viên thì có cái thời gian gọi là thoải mái, đầu óc cũng tương đối nhẹ nhàng, không lo thiếu thốn. Vận niên này cũng chứng tỏ cuộc sống năm nay tương đối an bình, tiền bạc thì không có thiếu thốn, nhưng không phải là một năm tốt trong việc mưu cầu phát triển sự nghiệp to lớn. Kê giáp viên mà gà về vườn thì nó chỉ là đơn giản thôi, chứ nó không phải như là Long Ngộ Vân ha. Long Ngộ Vân là rồng gặp mây là bay nhảy rồi này kia, thì nó tốt nhưng mà nó cũng không phải là để tốt để mình làm lớn. Như vậy á, phối hợp các yếu tố trên mà đứng về mặt ngũ hành á, thì năm nay á, là can mậu thuộc dương, ngũ hành thì hợp hỏa, trung vận là thái thủy, cho nên là hỏa vận chắc chắn năm nay là năm vận vượng. Đối với các chị mà mệnh đại khê thủy á, gặp năm mà hỏa vượng á, có phần bất lợi vì tương khắc thủy của chúng ta khắc hỏa, tương khắc bằng mạng, tương khắc là có đối chọi nhau ha. Nhưng tóm lại là không thất bại. Công việc làm ăn á, thường gặp khó khăn ban đầu nhưng về sau vẫn thành công hanh thông. Sao hạn á, thì có phần yếu nhưng mà vận niên thì trung bình. Nhưng vận thế bất lợi, công danh tài lộc nhiều rối rắm lo buồn. Điều này sẽ làm phân tâm các chị, nên đừng có mưu sự to lớn nhiều chuyện. Từ sau tháng 6 trở đi thì ở vào vận thức, ở vào gọi là thuận thế, cái tam tai của sau tháng 6 thì nó cái địa tam tai của chúng ta nó sẽ bị biến đổi rất là nhiều, của các chị nó sẽ bị biến đổi rất nhiều, có thể thành tựu những việc trước đây còn vướng mắc trong những năm tam tai. Danh lộc thì dễ nên, có thể nói về mặt ngũ hành đây là một năm trung bình của các chị gái tuổi Giáp Dần. So với các anh thì là khá khá tốt ha, thì mình chỉ là một năm trung bình thôi. Còn xét về mặt tử vi năm 2018 Mậu Tuất này các chị thì vẫn đang ở trong cái giai đoạn gọi là đại vận 10 năm, 42 năm 51 tuổi. Đây là cái thời kỳ rực rỡ trong sự nghiệp ha, phát triển rất là thành công.
Nhưng mà tiểu hạn của năm 2018 Mậu Tuất này á, lại đi vào sinh địa. Nhưng mà nó có cái nam đậu tinh quân, tức là thất sát, thất sát hạm địa tọa chủ. Có sao thất sát tọa trên chủ của năm này. Đây là một cái hung tinh đang ở thế coi gọi là cung quẩn, vùng lên tác phá. Nhưng mà rất may đồng cung có cái tuần thì nên nó hóa giải phần lớn cái sự manh động của sao thất sát. Thì như là nó đó rồi, trong cung mạng mà có tuần triệt thì có tuần thì nó sẽ chế hóa cả sao xấu lẫn sao tốt, chứ không phải là ấy đâu. Nhưng mà nó thì nó khoái thằng xấu hơn, tuần triệt đi chung thì nó sẽ chế hóa luôn cả xấu cả tốt, nhưng mà thằng tuần hay là triệt đi riêng thì nó chỉ là chế hóa cái xấu thôi, không có chế hóa cái tốt ha. Nhưng mà hai thằng đi chung là coi chừng ha. Cộng thêm á, năm nay các chị có là giải thần, thiên phúc, hóa khoa. Cái ông hóa khoa là như đã nói là một tinh quân gọi là đệ nhất hóa giải sao xấu, hội chiếu trong cung, nên là càng tăng cái khả năng gọi là biến hung thành kiết, mưu sự trở ngại ban đầu sẽ nhanh chóng thuận lợi về sau. Tức là trong cái mặt của chúng ta thì có những cái ông thất sát, ông hãm địa, thất sát hãm địa, ông ở làm chủ, nhưng mà bên dưới chúng ta có rất là nhiều cái sao gọi là để chế hóa ông. Trong đó là mạnh nhất là có ông Tuần. Ông Tuần ông chế được 50% rồi, xuống đây gặp ông hóa khoa. Ông hóa khoa là chùm về về giải quyết mấy ông xấu, cho nên là biến của chúng ta đi là một cách rất là ok. Như vậy là một điều cũng khá tốt cho các chị trong năm nay ha. Để xem thử coi tiếp tới thì là gì. Rồi, hội nhập ở tiểu hạn thì có quốc ấn nè, long trì, quan phù. Có những cái tiểu hạn này là công việc làm rất là dễ, vững vàng, có thể nắm quyền chủ động, thậm chí là được nhiều người giúp sức. Bên cạnh đó cũng có là phá kình lực, là những tác nhân gây khó khăn, ngăn trở. Mọi việc không nên hấp tấp, cần suy nghĩ chín chắn và đừng có tạo sơ hở cho kẻ xấu đâm sau lưng. Và dè dặt trong hành động, dù sao đi nữa thì cũng có với Long Mã hội chiếu luôn, các chị vẫn có được sự trọng dụng xứng đáng từ cấp trên ha. Và đường danh lộc quan vật cũng hanh thông trong năm nay. Với là quyền tướng ấn hội nhập rất tốt cho quan vận thăng tiến, nhưng đồng cung cũng có nhiều cái phá với bại tinh, cho nên các chị năm 2018 có năng lực hoạt động, có điều kiện để vươn sang, thậm chí là có được đề bạt, nhưng chung quanh vẫn có rất nhiều trở lực, không những từ bên ngoài các ấy ha, mà thậm chí là bên trong gia đình. Mặc dù với cái bản lĩnh nhiều tự tin nè của cái người mà tuổi Dần thì các chị có thể vượt qua trở ngại, tuy nhiên mà có cái sự trở ngại đó thì thành quả tạo được cũng không to lớn, thành công như mong muốn. Vì vậy năm nay các chị nên toan tính các việc trong vừa, các việc vừa nhỏ thôi thì dễ thành công và cuộc sống cũng giảm phần sóng gió hơn. Đó là dù là có quyền tướng ấn hội nhập thì thường là rất tốt cho quan vận, dễ thăng quan tiến chức lắm, nhưng mà bên cạnh đó cũng có nhiều thằng nó phá lắm ha. Do mình cũng còn trong tam tai nữa cho nên là dù có đề bạc đi nữa thì cũng chưa chắc đâu. Cung mệnh thì có Bạch Hổ nè, là tinh quân đại sát đáo nhập. Tinh quân này là kinh khủng lắm ha. Ông Bạch Hổ mà ông nhập cung là dễ có chuyện xấu lắm, cho nên là mới có chuyện thủy diệu đó. Các chị dễ gặp chuyện xấu khó lường, tài lộc không thuận, và người thân hay bản thân cũng dễ gặp tai nạn trầm trọng hay bị ốm đau gây nhiều tốn hao cản trở. Bản thân các chị thì có được cái ông giải thần là hóa khoa độ mạng, chiếu trong mạng, nên có thể vượt qua hung hiểm, nhưng người thân thì khó tránh, cần làm thêm việc thiện, tích đức, tích phước để cho cái sự may mắn của mình nó càng nhiều, sẽ hóa giải được cái phần nào, tránh khỏi bớt cái khó khăn đi. Các chị ha, nên nhớ ha, em giải thích chỗ này ha. Ông Bạch Hổ này ông ở trong cung thì ông là gọi là sát, thất sát mà ông giết chém giết ghê lắm. Ông cắn xé rồi mình kia, ông tạo ra thương tích dữ lắm. Mà các chị thì rất may là có ông hóa khoa, ông hóa giải,
Nhưng mà do cái thủy diệu là nó có chuyện buồn là cả cho các chị và cả cái gia đạo luôn, cho nên là dễ lây cho con cái gia đạo người thân trong gia đình lắm ha. Cho nên là năm nay không những cẩn thận cho bản thân mình mà luôn luôn nhắc nhở con cái của mình cẩn thận à, các chị nhớ điều đó giùm em nha. Cung tài bạch đó, với thiên mã ngộ lộc ha, thì thiên mã mà gặp lộc tồn á thì như vậy tiền bạc nó tăng nhanh, mã mà cưỡi ngựa mà thiên mã mà chạy nhanh nó tăng nhanh lắm à, tiền bạc thì có lúc nhanh chóng phát triển nhưng lại là khó giữ, dù vì các chị vẫn còn nặng năm ở trong năm tay vì phải tốn hao nhiều mặt do có nhiều cái phá tinh khác nữa vây quanh ha. Đây là năm tiền bạc tương đối gặp khó khăn, tương đối gặp khó khăn, và kinh tế thì vị trí thì phát triển nhưng mà tiền bạc thì cũng vẫn chưa có hanh thông gì lắm đâu ha. Rồi nhìn chung á, xét về tử vi của năm Mậu Tuất 2018 đối với các chị năm nay á, là đi tử vi đi vào thắng địa nhưng có nhiều chống phá trở ngăn, danh lộc có phát triển nhưng khó bảo toàn cái danh lộc đó đến cuối năm. À, xét tổng về tử vi thì năm nay là một năm thắng lợi nhưng sẽ có nhiều cái trở lực cách ngăn khó khăn đang chờ đón các chị ha. Trên kia thì về ngũ hành thì chúng ta chỉ trung bình thôi, nhưng mà về tử vi thì chúng ta dù là có ông thất sát, có ông gì có thất sát với lại có nam đẩu tinh quân ha, nhưng mà chúng ta cũng không có đến nỗi là quá xấu à, chúng ta vẫn có những cái ngôi sao tốt khác để mà chúng ta gọi là chế hóa nó, cho nên là các chị có thể vượt qua một cách ok à, các chị là đang ở trong giai đoạn tam tai năm trước, năm nay năm trước thì tai tua, năm nay thì đã đỡ hơn một chút, năm tới thì tốt hơn nhiều một chút về mặt tử vi à, để xem coi tình cảm và gia đạo của các chị nó sẽ như thế nào à, về năm Mậu Tuất 2018 thì với thiên thắng và địa tổ, địa tam tai, gia đạo do là cái địa tam tai gia đạo bất an, sao chiếu mạng là thủy diệu cũng mang đến nhiều cái nỗi buồn phiền đối với gia đình. Các chị là người quán xuyến ha, hết mọi việc trong ngoài ha, có tiếng nói với con cái, cho nên là đừng nên tự chuyên tự quyết, dễ sinh bất hòa khắc khẩu trong tình cảm vợ chồng. Dù gì thì năm nay cũng là tam tai, cho nên là nhắc lại ha, năm cuối của tam tai nó chỉ bị ảnh hưởng khoảng 30%, nhưng mà nó cũng là tam tai, đừng có mà manh động. Rồi à, năm 2018 á, là năm nên nhường nhịn chồng vài phần thì sẽ không sao, tuy nhiên cần cẩn thận các bậc trưởng thượng sống chung đề phòng vợ nạn nguy vong. Sao thủy diệu là sao, như đã tại sao mà em nói như vậy thì ở xét ở trên xuống cho chị các chị không, sao thủy diệu nó tạo ra chuyện buồn, các chị thì có hóa khoa nó triệt tiêu ông bạch hổ, nhưng mà người thân thì chưa chắc ha, tùy tuổi, gặp người đó gặp cái tuổi mà năm xấu nữa là họ lây gánh cho các chị á, cho nên năm nay mà người nào mà gặp tai nạn hay là gì ở trong nhà là đa phần là gánh cho các chị là chủ yếu. Rồi năm nay thì do có nhiều dịp đi xa, mà đi xa sẽ có danh lộc nhưng phải cẩn thận trong các mối quan hệ, có thể bị kẻ xấu gièm pha gây bất ổn cho tình yêu vợ chồng con cái ha. Đối với các chị độc thân á, quan hệ tình cảm của năm Mậu Tuất 2018 á, thì là năm rất là dễ bị lừa tình, lừa gạt ha, phản bội, đừng quá tin vào những cái lời nói đường mật mà mang nỗi buồn thất vọng. Các chị là người ở ngoài coi như là coi em hay nói là có thể chinh nam phạt bắc, nhưng mà là một người đàn bà rất là mềm mỏng bên trong ha, mệnh thủy mà mềm mỏng và có một cái chút gì đó là lãng mạn lắm, khoái lời đường ngọt lắm ha, khoái ngọt 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 quá là coi chừng ha. Nếu đã có người mà hợp ý hợp tâm đồng muốn tính toán đến hôn nhân sẽ không có gì trở ngại, dù đang là gặp năm tam tai. À, năm nay không có kiên kỵ dù chỉ là năm tam tai thôi. Về phần sức khỏe năm nay là thiên khắc địa tam tai, lại có bạch hổ nhập mệnh nên quan tâm nhiều đến sức khỏe, nên tránh chốn đông người thị phi, đi đứng cẩn thận và cần bồi dưỡng sức khỏe,
Ngoài ra đặc biệt phòng tai nạn đi đường, kể cả chồng con cũng nên nhắc nhở. Các chị bổn mạng bất an nhưng không nguy, còn người thân thì em không dám bảo đảm ha. Em chỉ nói vậy thôi ha. Người mà có chuyện buồn mà chơi con bạch hổ mà có người thân thì cho nên là em không dám bảo đảm, cho nên là cẩn thận. Đó là coi như là cái tử vi của năm Mậu Tuất 2018 cho các chị Giáp Dần sinh năm 1974. Rồi em có làm thêm luôn cái phần 6 tháng đầu năm, cái vận hạn, để cho các chị biết rằng là tháng nào nó xung xuôi nhiều, nên tránh ấy, để cho các chị có được cái nhận định tốt hơn và phòng tránh cho bản thân mình, cũng như là biết cách cương nhu trong làm ăn, là trong cái tình cảm vợ chồng. Rồi đầu tiên á, tháng giêng của năm Mậu Tuất 2018 tức là tháng Giáp Dần luôn, nhớ không, thủy đồng hàng ha, tháng thủy luôn, mình cũng mệnh thủy đồng hàng, cái chữ giáp đồng hàng bình thường dần gặp dần là tốt. Cái đó là về mặt tử vi. Còn về mặt người ta hay nói là gọi là gì, năm sinh tháng đẻ, tháng này là tháng Giáp Dần luôn, tuổi của mình là Giáp Dần, cho nên là nó sẽ có những cái điều không may mắn lắm. Tuy nhiên là hàng thủy, mà hàng thủy gặp năm mộc, năm mộc chúng ta lại sinh xuất ra gặp cùng thủy, cho nên là chúng ta được tương đối tốt về sức khỏe ha, cũng vui vẻ cũng đấy. Nhưng mà tháng này theo em thì nó chỉ là một cái tháng trung bình, không có chuyện gì quá lớn ha. Tại vì tháng các chị cũng đúng rồi, các chị là làm cả năm rồi, đầu năm các chị khoái ăn chơi, đi vòng vo đây đi đây đi đó, mà năm nay thì các chị đi đây đi đó sẽ sinh vui vẻ và thoải mái, cho nên là em nghĩ là tháng này phần nhiều là các chị không có làm ăn lớn gì, cho nên cũng không có biến động lớn gì, tốt ha. Tháng thứ hai của năm Mậu Tuất là tháng Ất Mão, tháng này cũng là tháng thủy, chính vậy là thủy đồng hàng thuận lợi, thiên can cái chữ giáp với Ất không xung không hợp là tình trạng cân bằng tự chủ, thì nó cũng sẽ không ảnh hưởng nhiều đến công việc. Địa chi Dần Mão tự chủ bình hòa, cũng không hình hại, không xung khắc, cũng không có tương hợp nhau, như vậy là tháng này khá là êm ả ha. Mệnh thì đồng hàng, sức khỏe của chúng ta cũng ok, không có chuyện gì vấn đề gì lớn ha. Thiên can giáp Ất thì không có hung hình hại gì hết, thì không ảnh hưởng công việc. Đây là cái tháng có thể là gọi là bắt đầu những công việc của chúng ta, và năm nay thì các chị có khó khăn này nữa thì cũng vượt qua, nhưng mà tháng này không xung không kỵ gì hết thì sẽ rất là tốt cho các chị trong cái việc mà bắt đầu một cái năm mới như thế này. Em nghĩ rằng là với hai tháng mà đồng hàng thủy khởi đầu tốt thì các chị yên tâm là các chị có nhiều điều tốt đẹp. Tháng thứ ba của năm Mậu Tuất là tháng Bính Thìn, tháng Thổ. Như vậy Thổ thì nó sẽ khắc thủy, tháng nó sẽ khắc cái bản mệnh của chúng ta, xấu cho bổn mạng sức khỏe. Thiên can giáp Bính thì không xung không hợp là trạng thái cân bằng tài chủ. Dần Thìn thì cũng vậy, cũng không hình hại không gì hết. Như vậy chúng ta có 3 tháng liên tiếp địa chi và thiên can không có ảnh hưởng gì hết, thì công việc và gia đình của chúng ta sẽ không có gì tương khắc hết, không có việc gì xảy ra ổn thỏa. Tuy nhiên tháng 3 này là tháng Thổ bị thủy, nó khắc thủy của chúng ta, là bổn mạng của chúng ta bị tương khắc. Mà năm nay như đã nói rồi, các chị có sao thủy diệu, bổn mạng bị tương khắc là sao bổn mạng mình yếu, đề phòng sức khỏe xấu, tai nạn ha, và một số việc về gọi là gì, sao bổn mạng bị tương khắc đó, là giống như của chúng ta mặt trời bị mây che vậy. Cho nên là các tinh quân bị chế hóa nhiều, cẩn thận nhất ha, đừng có mà tháng này đừng có nên đi xa, dù là đi xa tốt nhưng mà tháng này đừng nên đi xa, tránh những việc tranh chấp ở trong tháng này. Rồi tiếp theo là tháng Đinh Tỵ, tháng này là tháng Thổ luôn, mệnh cũng chúng ta cũng bị tương khắc thủy khắc Thổ, Thổ khắc thủy, không tốt cho bổn mạng, sức khỏe thì coi chừng. Giáp với Đinh thì cũng không xung không hợp, thiên can giáp Đinh không xung không hợp. Địa chi Dần Thân Tỵ, nó thuộc nhóm tứ hành xung, nhưng mà đã được giữa con Dần với lại con Tỵ xung thì có con Thân rồi, cho nên là không bớt rất là nhiều thứ, có thể nói là gọi là tự hình thôi. Thì như vậy là tháng tư thì công việc của chúng ta và thiên can nói về công việc thì chúng ta cũng không có gì to lớn,
cũng chỉ là bình bình, không có nhiều cái xung khắc nó hại, cho nên là công việc em ạ, các chị mà nếu mà quan phận thì có 3 4 tháng liên tiếp đầu năm khởi đầu thuận lợi thì là một điều rất là tốt lành. Tuy nhiên tháng này thổ nó khắc thủy là giống như nó là sao bổ mạng chúng ta bị mai che, thì như vậy là tương khắc, cho nên là sức khỏe 2 tháng là tháng 3 tháng 4 các chị cần phải cẩn thận nhiều hơn, nhất là về mặt tai nạn. Tại vì nó khắc chúng ta thì nó sẽ tạo ra điều khó khăn cho chúng ta rất là nhiều ha, dễ gặp bệnh tai nạn, máu chảy máu. Địa chi dần với tỵ thuộc nhóm tự hình, thì sao nó nằm trong tứ hành xung dần thân tỵ hợi, nhưng mà nó nhẹ hơn rất là nhiều, cho nên là nói là cũng gia đạo đi nữa, nó có xích mích hay là có những cái tranh chấp và có gây gổ đi nữa thì nó cũng không quá lớn, à, rất là nhẹ nhàng, cũng không ảnh hưởng nhiều đến công việc cũng như cuộc sống. Nhưng mà các chị là người nóng tính ha, đừng để cái những cái xung khắc đó thành cái chuyện lớn, cho nên biết tháng này tháng xung kệ ổng nói gì, hay là ở nhà có chuyện gì thì thôi định nhịn đi ha. Rồi tiếp đến thì là tháng 5, tháng 5 tháng này là tháng mậu ngọ, tháng hỏa, mà chúng ta mệnh là thủy khắc hỏa, tương khắc không tốt cho bổn mệnh. Chữ giáp thì nó khắc cái chữ mậu, à, chữ giáp của chúng ta nó khắc chữ mậu, tương khắc bất ổn trở ngại. Nhưng địa chi chúng ta có tam hợp dần ngọ tuất, và năm này chúng ta tuổi dần năm tuất gặp tháng ngọ, thì đây là một điều rất là tốt, nó chế hóa rất là nhiều thứ, gọi là tháng năm và tuổi tam hợp thiếu âm tạo ra cho chúng ta rất là nhiều điều thú vị ở trong cái tháng này. Các chị có cái chữ thiên can giáp khắc mậu thì thường thì nó sẽ ảnh hưởng nhiều đến công việc, nó sẽ làm cho gây cho khó khăn công việc. Nhưng các chị có cái tam tam hợp thiếu âm ở địa chi sẽ là một cái điều coi như là một cái điều may mắn có thể bao trùm được cái việc này. Tại vì tam hợp thiếu âm thì gia đình ở trên như trên tháng Đinh Tỵ gia đình chị các chị có lộn xộn rồi này kia, nhưng mà tháng này các chị đã giải quyết qua xong xuôi hết, thoải mái hết, và có tam tam hợp mà tháng năm tuổi đi chung thì sẽ rất rất là may mắn. Tuy rằng chúng ta mệnh bị tương khắc thiên can thì bị cũng khắc luôn, nhưng mà tất cả là chúng ta khắc tháng hoặc là chúng ta khắc thiên can, chứ không phải chúng ta bị thiên can khắc hoặc tháng khắc. Cho nên là chúng ta dù là gặp khó khăn, dù là có xung có khắc, nhưng mà chúng ta giải quyết được. Nhờ bên cạnh đó chúng ta nhờ rất rất nhiều cái địa chi tam hợp của địa chi chế hóa nó. À, như vậy là một điều rất rất là tốt cho các chị. Em tuy là tháng này sức khỏe có chút khó khăn, công việc có chút rắc rối, nhưng mà em sẽ rất thích tháng này của các chị ha. Dù các tháng trên thì cũng không có gì xung khắc hết cho làm ăn, mà có tháng này nó bị khắc một tí, nhưng mà có thằng cứu mình rồi cũng được. Tháng cuối cùng của 6 tháng đầu năm là tháng Kỷ Mùi, tháng 6 âm lịch là tháng hỏa luôn, mệnh là thủy khắc hỏa, tương khắc không tốt cho bổn mệnh. Thiên can thì chúng ta có ngũ hợp ha, là giáp hợp với kỷ, đây là sự hợp trung chính chủ về chữ tính, cho nên là nó sẽ rất là tốt cho các chị làm quan vận ở trong cái thời điểm này, nếu như mà được đề bạt rồi này kia là thời điểm này là dễ dễ được Facebook để mình lên mình ngồi ở trên ha. Cho nên là sẽ thế nào, dần mùi thì tự chủ bình hòa, không hình hại không xung khắc gì nhau hết. Như vậy là chúng ta tháng trên thì chúng ta có địa chi tam hợp, tháng dưới tháng 6 này thì chúng ta có thiên can ngũ hợp mà chủ về chữ tính, thì rất là dễ thăng tiến về được quan vận tài lộc và thăng quan tiến chức. Địa chi thì về gia đình thì cũng không có bị gì hình hại hay xung khắc gì nhau hết. Như vậy tháng 6 cũng là một tháng tốt, tuy mệnh chúng ta là thủy khắc thổ, dù có bệnh hay là gì đi nữa thì chúng ta cũng vượt qua được, không có chuyện gì hết. Chủ yếu là cẩn thận cho người người thân và những cái bậc trưởng thượng trong gia đình, tại vì chúng ta có chuyện buồn. Như vậy là 6 tháng đầu năm thì chúng ta về mặt công việc chúng ta không gặp bất cứ trở ngại gì quá lớn, thì tháng nào gặp trở ngại thì chúng ta có địa chi để tốt lên, mà tháng nào mà không tốt về bổn mệnh thì chúng ta có thiên can để hỗ trợ không xung khắc. Như vậy các chị có quá nhiều cái sự thuận lợi trong 6 tháng đầu năm này. Như đã nói thì về mà tử vi thì các chị năm nay là một năm khá tốt, cho nên là hy vọng nó sẽ đem đến sự thành công, thăng quan tiến chức như các chị mong muốn.
Đến đây thì video của em nói về tử vi năm Mậu Tuất 2018 cho những người nữ Giáp Dần sinh năm 1974 đã xong. Nếu như các chị thấy hay, nhớ bấm like và chia sẻ cho mọi người cùng tuổi biết ha. Và nếu như ai mà xem video mà chưa phải tuổi của mình mà chưa đăng ký kênh của anh Ba Tử Vi, nhớ đăng ký kênh ở bên dưới để đón chờ những video clip về tuổi của mình cũng như người thân và bạn bè của mình do em chia sẻ. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở video sau. Bye bye.